Thưa quý vị, từ ngày 22 tháng 11, thành phố Đà Nẵng bắt đầu khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã có nhiều biện pháp chủ động trong công tác phòng chống dịch mà vẫn đảm bảo chất lượng công tác khám tuyển. Quận Hải Châu phát lệnh gọi khám sức khỏe hơn 800 nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định. Năm nay, trước khi vào khám, 100% thanh niên phải khai báo y tế, quét mã định danh và xét nghiệm nhanh COVID. Quá trình làm thủ tục chờ khám tuyển, cán bộ tuyển quân và thanh niên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K, mỗi ngày một phường và sẽ khám đúng quy trình cho thanh niên 13 phường trên địa bàn. Hải Châu dự kiến kết thúc khám tuyển sức khỏe vào ngày 10 tháng 12. Chúng tôi đã tổ chức test COVID, test nhanh COVID. Khi có kết quả âm tính thì lúc đó sẽ vào tiến hành các thủ tục tiếp theo. Chúng tôi cũng đã có giãn cách mỗi một thanh niên, giãn cách 1 mét. Vào bên trong thì toàn bộ nhân viên y tế cũng như là cán bộ cơ quan tôi đều thực hiện tốt cái quy định 5K của Bộ Y tế và mặc bộ đồ bảo hộ để bảo đảm an toàn cho chính bản thân cán bộ cũng như là bảo đảm cho công dân. Hiện nay là có một số thanh niên là đủ điều kiện để gọi khám sức khỏe nhưng mà hiện nay đang làm ăn xa ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không thể về địa phương để khám theo đúng kế hoạch đề ra. Không vì thế mà địa phương chủ quan lơ là, địa phương cũng luôn đề ra những cái biện pháp giải pháp để vận động động viên thanh niên, đưa thanh niên về khám tuyển, bảo đảm chỉ tiêu đạt 100% quân số. Quận Hải Châu và huyện Hòa Vang là hai địa phương đầu tiên của thành phố khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Để chuẩn bị cho khám tuyển, trước đó các địa phương đã sơ tuyển cấp phường và chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện về lý lịch cũng như sức khỏe. Năm nay, huyện Hòa Vang điều khám hơn 900 thanh niên, trong đó gần 750 khám tuyển nghĩa vụ quân sự, số còn lại khám tuyển nghĩa vụ công an nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phân công từng thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và chỉ đạo cho các thôn rà soát sàng lọc và theo dõi sức khỏe trong quá trình 72 giờ đồng hồ trước khi chúng ta lên trạm khám. Sáng nay em đi khám tuyển, em mong mình đủ sức khỏe để được đi bộ đội cống hiến cho đất nước. Hiện nay, các quận huyện của thành phố đã hoàn thành bước xét duyệt thực lực, đang sơ tuyển và khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã triển khai nhiều biện pháp để khám tuyển có kết quả chính xác nhất và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.